Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi thông điệp tới Đại hội đồng AIPA 44. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi thông điệp tới Đại hội đồng AIPA 44 khai mạc sáng nay ngày 7 tháng 8 tại thủ đô Jakarta, Indonesia. Sáng ngày 7 tháng 8, tại thủ đô Jakarta, Indonesia, Đại hội đồng Liên nghị viện các nước Đông Nam Á, ASEAN, lần thứ 44, AIPA 44, đã chính thức khai mạc với sự tham dự của lãnh đạo Quốc hội, nghị viện các nước thành viên AIPA. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự phiên khai mạc. Tham dự phiên khai mạc, về phía nước chủ nhà có Tổng thống Joko Widodo, Chủ tịch ASEAN 2023 và Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Nhân dân, Hạ viện, Indonesia Puan Maharani. Chủ tịch AIPA 44. Cùng dự còn có lãnh đạo nghị viện các nước quan sát viên và đối tác của AIPA và thành viên đoàn đại biểu Quốc hội, nghị viện các nước thành viên AIPA. Chào mừng các đại biểu đến dự phiên khai mạc Đại hội đồng AIPA 44, Tổng thư ký AIPA City Rojamitian Dato Haji Abdul Rahman trông đợi các nghị viện thành viên AIPA cùng cam kết nâng cao khả năng thích ứng, phối hợp với chính phủ các nước ASEAN giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến khu vực, duy trì an ninh và ổn định trong khu vực, mang lại thịnh vượng cho tất cả người dân. Tổng thư ký AIPA bày tỏ tin tưởng AIPA sẽ tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của mình, đáp ứng tốt hơn nhu cầu và nguyện vọng của người dân ASEAN. Phát biểu khai mạc Đại hội đồng AIPA 44, Chủ tịch Hạ viện Indonesia Puan Maharani khẳng định chủ đề AIPA 44 lần này phù hợp với chủ đề của năm Chủ tịch ASEAN 2023 của Indonesia, ASEAN tầm vóc, tâm điểm của tăng trưởng, thể hiện cam kết chung đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực. Chủ tịch Hạ viện Indonesia nhấn mạnh, AIPA và các nghị viện thành viên cần tăng cường cam kết, ủng hộ giữ gìn đoàn kết, thống nhất ASEAN, vượt qua các khó khăn, thách thức hiện nay. Theo đó, Chủ tịch Hạ viện Puan Maharani đề nghị AIPA 44 cần tập trung thảo luận, đóng góp cho các nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm tiếng nói giải quyết hiệu quả các thách thức, trong đó có cạnh tranh nước lớn, khó khăn kinh tế, xóa đói nghèo, ứng phó biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng một ASEAN đoàn kết, vững mạnh và khu vực hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng. Trong thông điệp chào mừng Đại hội đồng AIPA 44, Tổng thống Indonesia Joko Widodo khẳng định cam kết của Indonesia với tư cách Chủ tịch ASEAN 2023 là đưa ASEAN trở thành tâm điểm tăng trưởng, đồng thời nhấn mạnh vai trò và đóng góp quan trọng của AIPA để hỗ trợ thực hiện cam kết này. Tổng thống Indonesia nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, ASEAN cần phối hợp với AIPA và các nghị viện thành viên giữ vững đoàn kết, thống nhất, tăng cường hợp tác chặt chẽ, tin cậy lẫn nhau, trở thành đầu tàu dẫn dắt nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi thông điệp tới Đại hội đồng AIPA 44. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hoan nghênh sự phát triển lớn mạnh và đóng góp thiết thực của AIPA cho quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân và các quốc gia. Chủ tịch nước đánh giá cao AIPA và nghị viện các nước thành viên luôn đồng hành, động viên những nỗ lực của các chính phủ các nước ASEAN vượt qua nhiều sóng gió, thử thách, trở thành một tổ chức đoàn kết, lớn mạnh, có vai trò, hình ảnh và vị thế ngày càng cao trong khu vực và trên trường quốc tế. Hoan nghênh chủ đề của Đại hội đồng AIPA 44, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong rằng AIPA sẽ tiếp tục hỗ trợ ASEAN thành công trong thúc đẩy liên kết đa phương, thượng tôn pháp luật, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục tham gia tích cực, hiệu quả và có trách nhiệm cao trên mọi diễn đàn, và bày tỏ tin tưởng Đại hội đồng AIPA 44 sẽ thành công tốt đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.